Xin chào tất cả mọi người, quay trở lại kênh Kỷ Niệm Vô Giá. Chúc mọi người mới thật nhiều sức khỏe, luôn thành công nha. Hôm nay mình sẽ review mì hộp này. Đó. À, vị hương là mì cua tiêu đen nha. Đấy, mới. Giá là 10.800 nha. Mình sẽ bóc ra mình cho tô mình làm cho dễ. Đó. Đó. Một cái này có chỗ mở này. Nhắc đây. Đó, một muối gói dầu, một cái thìa bịt thìa đây, cho vào đây nha. Đó, một cục mì tròn. Đó, cho dầu vào. Dầu là để y hệt dầu mình ăn thôi, dầu trắng là mình hay ăn á, y chang thôi. Đây sẽ là bột súp. Đó. Màu trắng luôn, đổ vào nhé. Lọc, lồng lọc mùi muối thẳng tới mũi luôn nha. Giờ mình sẽ đổ nước vào nha. Nên mình mới tạo cái bình siêu tốc này. Mình thấy dễ thương không? Chế nước đấy ra màu đen đấy, tiêu đen thì phải màu đen nha. Đó, sẽ đợi đây về. Đó, trong thời gian chờ này mì chín mình sẽ review này nha. Các là mì vị hương, mì cua tiêu đen này, một hai cái càng cua này, đó rất là bự nha. Đó, hạn sử dụng đây. 15/4/2022 đến 15/10 nha, là 6 tháng. Và vị hương tiêu đen khối lượng của nó là 80g. Đó, cái này có thể cái này không được sử dụng lò vi sóng này, cẩn thận nó là nóng này. Đấy. Bảo quản nơi khô ráo tránh nắng mặt trời nha. Tránh để gần với hóa chất và sản phẩm có mùi mạnh nha. Ý là mùi mạnh là nó sẽ ẩm ở đây này. Đó. Thông tin cảnh báo là sản phẩm có chứa lúa mì này, giáp sát đậu nành, sữa, quả hạch mè, không dùng cho những người dị ứng với những mẫn cảm các thành phần trên nha. Không sử dụng khi hết hạn nha. Đây có số điện thoại này. Cái này sản xuất tại quận 12 thành phố Hồ Chí Minh nha. Đây thành phần đây. Cái vắt mì là bột mì này, suspending này, chất ổn định này. Tinh bột khoai mì, muối iốt, chất điều vị, chất điều chỉnh độ axit, chất chống oxy hóa, gói gia vị này, có bột gia vị của tiêu đen này, dầu ô lin tinh luyện này, muối iốt này, hành tỏi chất điều vị này, bột tôm này, bột chiết xuất nấm men này, bột cam thảo này, bắp sấy này, hành lá sấy này, đường này, hương cua tổng hợp này, chất chống đông vón này, hương tiêu đen tổng hợp này, phẩm màu tổng hợp này, hương hành tổng hợp này, chất điều chỉnh độ axit này. Đó, đây cách sử dụng này. Đó, cũng cho hết vào tô này, xong chế nước, xong là đợi 3 phút là có thể dùng ngay nha. Đó, tô rất là dễ thương. Giờ sẽ đến nhân vật chính là mình sẽ bóc để ăn nha. Mình thích ăn vừa chín tới thôi. Đó. Để ăn cái thìa này không xào đến. Này, mọi người thấy bắp không? Bắp nãy nhìn nó rất bé thì nó nở ra rồi đó. Đó, bị tròn nha. Đấy, hành lá cũng nở hết ra rồi. Cái nước nhìn giống như nước tiêu. Mời cái miếng nước nha. Đã. Ăn như là sặc mùi của muối tiêu ấy. Với lại vị của cua nha. Rất là ok, nước rất ngon. Ăn cực kỳ đậm luôn nha. Ăn nước của nó y hệt mùi của muối tiêu ấy. Muối tiêu mọi người hay làm mà chưa cho chanh nha. Đó, sợi quấn làm miếng nha. Đó, sợi mì đã. Sợi mì nhìn nhỏ nhỏ xinh xinh dễ thương lắm. Mọi người nhìn này. Mọi người nha. Sợi mì mềm thơm. Mọi người ăn mì không hút nước này như là mọi người cảm nhận là mọi người đang ăn mì chấm muối á, muối tiêu á. Rất là ok nha.
Mọi người lần sau chế nhiều nước hơn mình xíu nha, chế phải hơi ít, nó hơi mặn mặn nha. Người chế nhiều lên tí, mì rất là nhiều này, sợi mì đã ngon lắm, hương vị rất là lạ nha, đặc trưng của nó mình ngửi cứ như là mình, mọi người tưởng tượng mọi người cũng đang ăn cua chấm muối tiêu hải sản vậy, rất là ngon nha. Đó, sợi mì rất đã, càng ăn càng nghiền, húp miếng nước nữa thì tuyệt vời luôn nha. Đó, nhìn thấy không, sợi mì dài mình quấn, ăn như tôi cũng không cuốn mì. Ngon, còn bắp nó còn thơm, bắp rất là ngọt nữa. Ngon, tuyệt vời, hương vị lạ nha. Mọi người mua về dùng thử cho mình ý kiến nha. Mọi người nhớ like kênh cho mình nha. Xin chào mọi người trong video mới nhất nha.